Ok, hello anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat trên kênh Game Today. Đầu video, như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Hải Anh đã donate ủng hộ tôi với lời nhắn mong kênh anh ngày một phát triển. Rất là cảm ơn anh em Nguyễn Hải Anh. Thực ra thì anh em cứ yên tâm nhá. Tôi vẫn làm thì tức là kênh vẫn phát triển nhá anh em nhá. Chẳng qua là phát triển nó tốc độ của nó nhanh hay là tốc độ của nó chậm thì cái đấy thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố anh em ạ. Đấy, mà một trong những cái yếu tố đó chính là anh em. Anh em mà yêu quý tôi thì anh em like nhiều, anh em tương tác nhiều này, rồi anh em chia sẻ, anh em chia sẻ cho cái người bạn thân của anh em cùng chơi con game Auto Chat này, cái clip của tôi. Đấy, chỉ đơn giản là như thế thôi, là anh em đã góp một phần vào cái sự phát triển rồi. Và tốc độ của nó thì nó đấy, nó cũng phụ thuộc vào anh em. Anh em tương tác nhiều, tốc độ tự nhiên nó đẩy cao lên, nhiều người biết đến. Đấy, do là được đề xuất lên trên kênh YouTube. Đấy, nên là tất cả nó cũng là phụ thuộc vào anh em thôi nha anh em nhá. Đấy, còn tôi thì nói chung là tôi chỉ là gọi là đáp lại những cái gì mà anh em ủng hộ, anh em yêu quý. Đấy, tức là tôi thì chỉ cố gắng làm thế nào để càng ngày là càng ra được những cái clip hay ho để cảm ơn lại anh em. Đấy, thế thôi. Nhá anh em nhá. Rồi, và đồng thời tôi xin được cảm ơn các anh em đăng ký hội viên mới ở kênh. Mà hôm nay không hiểu tại sao lại có rất nhiều anh em đăng ký hội viên mới. Không biết là có phải là do là cái clip mới của tôi là chỉ cho anh em hội viên xem không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không nhỉ? Rồi, và tôi xin được cảm ơn anh em Maciej Novotný. Tên tiếng Cộng hòa Séc nên là tôi cũng không biết là tôi phát âm có đúng không. Muốn anh em là sống ở bên Đức, fan ở bên tận bên Đức. Đấy, theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Cảm ơn người anh em xa xứ. Tôi xin được cảm ơn anh em Đỗ Đức Mạnh. Anh em vừa donate cho tôi lại vừa có nhiều đăng ký hội viên. Và xin được cảm ơn anh em Trần Mạnh, anh em Kunilu, anh em Tú Nguyễn, anh em Phạm Dương. Anh em Phạm Dương đăng ký hội viên mới ở kênh. Không biết là có phải là anh em Phạm Lưu Dương không. Nếu mà là Phạm Lưu Dương thì anh em Phạm Lưu Dương cũng donate cho tôi nữa. Tức là anh em Phạm Lưu Dương vừa donate vừa đăng ký hội viên ở kênh. Rất là cảm ơn anh em. Và cuối cùng thì tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến anh em Trần Đức Trung. Anh em Trần Đức Trung đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh và là cái gói hội viên cao cấp nhất ở trên kênh, đứng đầu hội siêu cấp với 600k một tháng ủng hộ tôi. Rất là cảm ơn anh em Trần Đức Trung. Trong ngày hôm qua là cái ngày chủ nhật thì hôm qua có khá nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà tôi không ra clip ở trong cái ngày chủ nhật. Thì thực ra là nó có clip anh em ạ, nó cũng có clip đấy, nhưng mà cái clip ngày hôm qua thì tôi phải thú thật với anh em là cái clip đấy thì tôi chỉ dành riêng cho các anh em hội viên ở kênh thôi. Các anh em hội viên ở kênh thôi. Nó là một cái clip tôi làm về cái event 35. Tuy nhiên là làm theo cái kiểu là hướng dẫn anh em đặt top. Đấy, mà cái clip đấy thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều là có lên public không. Thì cái câu trả lời cuối cùng là không nha anh em nhá. Chỉ public cho các anh em hội viên thôi, có cái giới hạn của nó. Bởi vì nếu mà tôi public lên ấy, cái kênh này, thực ra nếu mà những cái clip kiểu dạng thế thì chắc chắn nó phải khoảng 10.000 view. Đấy, mà 10.000 view vào xem ấy thì còn gì nó gọi là top nữa anh em. Đấy, người ta xem theo cái clip rồi người ta làm giống y hệt cái clip đấy thì cái clip tôi ra nó chả còn cái ý nghĩa gì nữa. Anh em hiểu không? Đấy, chính vì thế là cuối cùng là tôi quyết định là tôi chỉ có dành ra cái clip đấy để dành tặng các anh em là hội viên ở kênh. Đồng thời là cũng có một vài anh em là không phải hội viên vẫn xem được, là bởi vì là cái này, đó là có một cái sự may mắn dành cho các anh em có cái tương tác nhiều. Đấy, comment nhiều, like nhiều trên kênh thì các anh em đấy nó cũng là hợp tình hợp lý thôi. Các anh em yêu quý tôi, anh em tương tác với tôi nhiều thì cái món quà tôi dành lại cho anh em đấy nó cũng không có gì, nó là bất ngờ cả anh em nhá. Nó là do anh em đấy. Các anh em tương tác nhiều, anh em ủng hộ tôi nhiều thì anh em được xem clip đấy nó là bình thường nhá anh em nhá. Đấy, còn một vài cái trường hợp mà anh em có tương tác nhiều, anh em yêu quý tôi, anh em cũng tương tác nhiều, anh em like nhiều nhưng anh em không được xem thì anh em cũng phải thông cảm tôi, bởi vì là cái này nó là random. Đấy, là random nhá anh em nhá. Tôi chỉ mở ra giới hạn thôi. Chứ còn nếu mà public ra để 10.000 người xem làm y hệt nhau thì sẽ không có ai top cả anh em ạ. Chính vì thế là tôi giới hạn thôi, để các anh em mà xem được clip đấy anh em có thể dễ dàng anh em đạt được cái số điểm cao khoảng 9k7 nhá anh em nhá. 9k7, anh em nào mà là hội viên thì anh em chưa biết thì anh em có thể check lại cái phần hội viên. Đấy, video dành riêng cho hội viên.
anh em sẽ có cái video đấy ở trên kênh nhá anh em nhá. Đấy, và trong video đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách làm thế nào để anh em có thể đạt top. Đạt top của cái event ấy mà các anh em chỉ mất khoảng 3 tiếng thôi. Tức là từ cái lúc mà anh em chưa chơi bất cứ một cái trận đấu nào nhá, chưa có một chút điểm nào ở trong cái event đấy cả, và anh em bắt đầu cày từ đầu ấy, à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cày như nào cho nhanh nhất. Chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ là anh em có thể đạt được top nhá. Đấy, đạt được top. Thế còn top mấy thì tôi cũng không có dám chắc được, tôi không biết. Nhưng mà những cái gì mà tôi nghiên cứu ra mà tôi chơi ấy, để mà tôi đạt được top ấy, là tôi sẽ chỉ cho anh em hết nhá. Chỉ cho anh em hết. Tôi thì cũng chỉ mất 3 tiếng thôi, không phải là tinh tường đâu. Nhưng mà mất 3 tiếng là tôi cũng đạt được là ở vị trí top 1 đấy. Đấy, thế nên là các anh em hội viên mà anh em làm theo thì chắc là anh em cũng nhẹ nhàng anh em vào top 100 thôi. Tôi nghĩ là thế nhá. Làm theo phụ thuộc vào may mắn của anh em, may mắn của anh em nữa. Một chút may mắn, một chút là kỹ năng xếp bài. Rồi, thì xin chúc các anh em là xem clip học được và làm theo được nhá anh em nhá, để anh em có số điểm cao, kiếm được nhiều hòm. Thế thôi, đơn giản thôi. Thế thôi, còn cái trận đấu này là chúng ta quay trở lại trận đấu này thì đầu game cho bài khá giống mà chơi Goblin, chim mèo. Chơi cái gì chơi, chưa biết chơi gì. Trông này cần phải lên được 2 sao anh em ạ, cần phải lên được 2 sao sớm. Toàn 1 sao cái này thì nó sẽ dần dần nó đuối đi đấy. Có free roll mà lại không luôn được 2 sao thì là quá đen rồi. Bây giờ ra là con Heaven Bomber lên 2 sao thì là tuyệt vời luôn này. Có một hai con đam, con mèo và con Heaven Bomber đam. Đấy, bây giờ thì mới chỉ có mèo gây đam thôi thì chưa đủ. Gót à? Run cái lưỡi nào. Ui, này gót rồi. Thế này gót à? Như nào nhờ? Phải bán một con đi để mua con gót này. Thôi được. Đây. Khả năng là chơi gót hai con gót ở vua ra một round. Ây à. Rồi bây giờ vẫn phải giữ Goblin để kiếm free roll anh em ạ. Giữ mech. Ok, vẫn còn mèo vẫn ăn được. Hay quá, nhưng mà không có công nghệ ấy. Trời. Mấy cái bóng này nó đâu có ra được công nghệ đâu. À đây rồi, hay quá. Trận này gót đỏ được không? Gót đỏ cũng được, trận này gót đỏ được. Cho thêm Goblin vào này. Ok. Trận này mà gót đỏ thì có rớt. Dark Spirit là chơi được này. Bad Omen là chơi được. Nhưng mà cái trận này nó lại không có con Kalong. Không có Kalong thì hơi yếu nhá. Bởi vì thế này này, không có Kalong thì trận này nó sẽ có cái con ở trong cái bộ Warrior nó hơi mạnh. Tôi nhìn thấy ở cái bộ truyền thuyết này, bộ Warrior nó khá là mạnh. Hai con truyền thuyết ở đây. Anh em có thể thấy là có cả chúa quỷ, có cả Skelet Lancer, nên là chơi mà không có Kalong để chống lại cái đam vật lý ở con kia thì có vẻ hơi căng. Phải có con nó gây đam vật lý để chơi được cái bọn đấy. Nhưng mà cũng may là trận đấu này nó còn đỡ, nó còn có con Dark Spirit. Ui rồi, đấy rồi. Thế đúng rồi anh em ạ. Tôi cũng đang ngờ ngợ không biết là có lên chơi gót đỏ không, thì bài này ra là có vẻ là đúng rồi đấy. Rồi để tính xem là round tiếp theo gặp cái thằng nào. Round 11 gặp thằng nào đây? Round 11 là gặp bá chủ. Bá chủ trông lèo khèo lắm. Hai đỏ kẹp với cả Clyde. Hai đỏ kẹp Clyde, hai con Ugly Clyde à? Chơi gì nhỉ? Không rõ. Nhưng mà không cần up cấp anh em ạ. Thế này là ăn được rồi. Tôi bây giờ là có 8 con mà. Đang có 8 con bài mà. Đây rồi, chiến thắng, lấy chiến thắng trước đi.
Run nhẹ cái. Ây à, round này không ra một cái gì luôn. Một cái run với cả một cái refresh lại cửa hàng vào đầu cái round nhưng mà không ra. Không lên được 2 sao anh em ạ, dã man thật. Bây giờ còn Heaven Bomber lên 2 sao sớm hoặc là con Zipper lên 2 sao thôi. Mèo thì chưa cần lên 2 sao. Mèo tầm này giữ hai con mạnh hơn. Thực ra thì cái thằng bá chủ đấy tôi nghĩ là 8 con của tôi là ăn được, 8 con có bắp giáp. Sau đó cái round sau đánh cẩn thận có thể lên 7. Kẹp hai con Heaven Bomber vào. Ui thằng này, thấy up 7 luôn à? Ui nhờ, up 7 luôn, kẹp 3 Hunter. 3 Hunter, 2 đỏ, 2 Clay. Ăn nổi không? Ui, cắt chuỗi mà. Xả tiền cắt chuỗi tôi à? Càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy. Tôi còn 4 con, tôi còn 4 con. Ồ, ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Hay quá, mày thế nhờ. Rồi. Ui rồi, Heaven Bomber lên được 2 sao này. Được rồi. Tuyệt vời anh em ơi, ổn áp, ổn áp. Ổn đấy. Run cái nữa em nào. Ây giời, không có gì. Không chơi Goblin anh em nhá. Chuyện này chơi God thôi. Up 7 cho chắc kèo đã này. Giữ chuối này. Rồi, lấy đồ cho Heaven Bomber đó. Heaven Bomber kẹp mèo. Mèo đứng trên. Trận này thì không chơi Goblin được bởi vì là anh em thấy đấy là nó không có con ca lông. Không có con ca lông, không có bom, không có máy bay. Đấy, trận đấu mà chơi Goblin được ấy là nó không tôi thì tôi không có gọi là quan trọng lắm với cái con bom đâu. Con bom và con máy bay thì tôi không quan trọng. Nhưng mà cái con ca lông nó lại rất quan trọng ở trong cái bộ Goblin. Thực ra tôi lại thích cái trận đấu mà không có bom, không có máy bay hơn. Để cho người ta không chơi Goblin. Đấy, để cho chúng ta có một mình một đường. Nhưng mà trong những cái trận đấu như này thì tôi nghĩ là không chơi. Đây này, đúng rồi anh em ơi. Tôi chọn đi God là quá sáng suốt rồi. Tuyệt vời anh em ạ. Thôi thôi, bây giờ chuyển vào nhờ. Chuyển God vào thôi, chuyển God vào thôi. Chuyển God vào. Ok chưa? Đấy, như này là Heaven Bomber sẽ được hưởng God luôn. Rồi, kẹp hai mèo, ba con hai sao. Quá đẹp. Đấy là mà lại thắng lại cũng có công nghệ mech nhá. Đánh cái này thắng vẫn có công nghệ mech. Hay chưa? Ui, lại God of War này. Được đấy nhờ. À, thế là trận này God of War lên 3 sao hả? Được, thôi được rồi, tôi sẽ lui con God of War này. Trận này chơi co là con gì? God đỏ trận này thì có Dark Spirit, Zerg. Đều là những con chơi được nhá. Ok. Trận này có hai con chơi được. Nhưng mà nếu mà không chơi 5 tiền thì sao? Không chơi 5 tiền thì có con gì nhỉ? Chơi nó hay nhỉ? Không chơi 5 tiền thì co có thể dồn đồ cho God of War không? Cũng chiến đấy. Ơi giời. Được không anh em? Được. Cho God of War cũng chiến đấy. God of War này full tăng đúng không? Full đồ tăng xong rồi. Xong rồi cho nó đập liên tục, nó đẩy đằng sau liên tục luôn. Chiến thần. Chiến thần chiến tranh, thần chiến tranh, thần chiến tranh. Ok. Trận này thì ôi nhưng mà không ổn. Tôi mới nhận ra là cái trận này có rất nhiều người chơi Wario. Thế thì cũng không ổn lắm. Bởi vì nếu mà Wario thì cái con God of War này nó đánh nó không thấm đâu. Wario 9 Wario thì giáp nó to, con God of War này nó đánh như gãi luôn. Không ăn thua, chắc là không chơi được God of War rồi. God of War chỉ làm tanker thôi. Bỏ mèo ấy nhở, tầm này bỏ mèo chưa? Bỏ cái này đi này, kẹp hai đỏ vào này. Thực ra round sau là đã có thể 4 God được rồi đấy. Round sau là được chơi được 4 God rồi. 4 God kết hợp với 4 đỏ đúng không? 4 God kết hợp với 4 đỏ. Thậm chí là 4 God kết hợp với cả 6 đỏ. Thiếu con gì? Không, đủ rồi. Tôi đủ 4 God kết, à,
Chơi ở level 9 là hai gót kết hợp với cả 6 đỏ. Ở level 9 là được rồi đấy. Đủ bộ rồi này. Nhưng mà bây giờ chơi 6 đỏ thì không có ý nghĩa gì cả anh em ạ. 6 đỏ bây giờ thì máu tôi 100% thì nó khác gì 4 đỏ đâu. Nó chả khác gì 4 đỏ cả. Rồi chơi 4 đỏ đã anh em ạ. 4 đỏ kết hợp với cả 4 gót. 4 đỏ kết hợp 4 gót. Ok. 4 đỏ kết hợp với 4 gót ở level 8. Mà anh em nghĩ sao? Bây giờ tôi có một cái ý tưởng là bây giờ trận này tôi chơi thử cái con Heaven Bomber làm co thì có được không? Anh em có thích chơi kiểu này không? Nhờ. Bây giờ chơi Heaven Bomber làm co thì sao? Chúng ta dừng lại ở level 8, chúng ta roll con Heaven Bomber 3 sao. Ok. Được không anh em? Anh em thấy hợp lý không? Thử chơi con này em, sức mạnh ở cái con này nó bắn tên lửa liên tục thì nó có khỏe không? Nhá. Thử đi, mất gì đâu. Làm trận vừa để giải trí cho anh em thử sức cái con này luôn nhỉ anh em nhỉ. Tôi nghe nói là con này cũng khá là khỏe. Rồi, thế thì dừng lại ở 8 anh em nhá. Dừng lại ở 8 roll thôi. Roll ở 8 thôi. Ok. Chúng ta dừng lại ở 8, chúng ta roll. Còn nếu mà lên 9 thì nó sẽ khó roll 1 tiền lắm. Nếu mà xác định là chơi co 1 tiền này là chúng ta sẽ roll ở 8 thôi nhá anh em nhá. Roll ở 8 thôi. Đấy, con này thì lấy đồ thì nói chung là chắc là tôi nghĩ là lấy những cái món đồ gây đam sát thương kỹ năng. Đấy rồi những cái món đồ chống chịu nhiều là được. Và trận này có một cái là nếu mà chơi con Heaven Bomber này thì có một cái là hơi ngại đấy. Bởi vì nếu mà trận đấu này mà nhiều thằng chơi Warrior này lên game là sẽ phải đấu với cả con Secret Lancer. Mà với những cả cái con Secret Lancer ấy, thì cái con những cái con gây đam mà đam phép ấy, sát thương ma pháp thì nó không thấm đâu anh em ạ. Đấy nên là có một cái ngại là như thế. Nên là chúng ta nếu mà muốn chơi cái con Heaven Bomber này này là chúng ta sẽ phải kết thúc trận đấu ở rất sớm, trước khi đối thủ lên là con Secret Lancer lên 2 sao. Đấy nhưng mà lại có một cái là như thế này, là cái bộ này nó lại không phải là cái bộ đẩy được. Bộ này nó đẩy rất chậm. Đặc biệt là cái kiểu là tôi dừng lại ở level 8 tôi roll con này 3 sao thì chắc là đẩy nó sẽ không được nhiều đâu anh em ạ. Đẩy nó sẽ không được nhiều đâu. Trận này có rất nhiều người là chơi Wario. Đấy, ui được bá chủ sang, ui bá chủ soi à, bá chủ soi. Bá chủ gặp ở round 11 đúng không? Chưa gặp lại đúng không? Vậy là sẽ còn ai đây? Để tôi xem nào, tôi tính nào. Round 18. À, vậy là cái thằng Chí Nguyễn nó vừa sang soi chính là cái thằng chưa gặp. Chí Nguyễn và bá chủ chưa gặp, hai thằng vừa sang soi. Ê, kinh đấy. Định là xin cái chuỗi này của tôi à? Cười, cười, càng đấy. Trời gắt đấy. Ăn hộ bạn ơi. Sát thương ma pháp ở đây. Làm gì mà ăn được? Trừ khi là đun trúng được vào con Heaven Bomber. Nhưng mà Heaven Bomber của tôi là con 1 tiền. Ui giời, con này lại không sợ đun đâu. Con này nó không hề sợ đun anh em nhá. Anh em thấy không? Ui giời, nhìn kìa. Căng chưa? Rồi. Soi thì cũng không ăn được cơ mà. Kể cả là xếp bài counter anh em nhá. Làm sao mà ăn được? Đội hình nó là cái đội hình mà gây đam sát thương phép, trong khi bọn Warrior thì nó lại cần phải có một con Secret Lancer đã có đâu, đúng không? Rồi, roll nhẹ cái nào. Ui rồi ôi, tôi ra cả Secret Lancer luôn này. Đấy, không chơi anh em nhá, không chơi. Không chơi. Rồi. Có nên bỏ cái con Skull Hunter vào không nhỉ? Skull Hunter 2 sao vào. Cho con heo ra nhỉ? Thực ra bây giờ đâu cần heo. Bây giờ đang chuỗi thắng mà, có phải là đang eco là mà cho heo vào làm gì đâu. Đúng không? Cho thêm Skull Hunter 2 sao vào đập cho nó khỏe. Rồi. Hay quá. Giữ được chuỗi round thứ 21 luôn. Hay quá. Được đấy nhỉ? Rồi. Thế rồi, cứ dùng tiền để roll thôi.
Nhưng mà con Heaven Bomber có vẻ trận này khá là ít. Ơ kìa. Ui dồi. Từ từ nhá. Không khô máu anh em ạ. Không khô máu. Lóc lại đã. Không khô máu, ra sau luôn tiếp. 50 tiền roll thôi. Ưu tiên là sẽ ưu tiên bọn đỏ trước để lên 2 sao trước. Đấy, mấy con như kiểu con God of Light thì nếu mà thiếu slot thì bán đi cũng được. Sao đi vô cũng có thể là thiếu slot thì bán đi thôi. Mấy cái con đấy là những cái con không cần thiết lắm. Còn những cái con Heaven Bomber là chúng ta chơi core Heaven Bomber thì chúng ta sẽ phải ưu tiên cho những cái slot cho Heaven Bomber hay là cho God of War, là những cái con mà gây đam chính rồi tăng cơ phía trước. Đá ma pháp tiếp à. Ui giời, đá Spirit này. Mà không chơi nha anh em nhá, không chơi. Ui giời. Thế này phải roll tiếp hả? Rồi thôi đập trứng cho con này nè. Đấy, trận này là chơi nên là tôi đập trứng luôn nha anh em nhá. Đập trứng cho Heaven Bomber luôn, xác định là chơi Heaven Bomber mà. Nên là chúng ta sẽ đập trứng cho Heaven Bomber. Kiếm cái huyết trượng là ngon. Chưa có huyết trượng anh em ạ. Chuyện này vẫn chưa có huyết trượng. Ui gặp thằng này ăn được không? Trông hơi sợ ấy nhỉ. Warlock kết hợp với cái gì đấy? 4 Warlock kết hợp với cả cái gì đấy? Mết à? Warlock kết hợp với mết à? Chưa hiểu chơi gì anh em ạ. Mày quá, vẫn qua được một round nữa. Được, có tiền. Rồi, có tiền để roll. Rồi, giải phóng cái hàng chờ đấy rồi. Đấy. Rồi, ok luôn. Ui, quá đẹp luôn anh em ạ. Rồi. Trong lúc roll cái con Heaven Bomber, chúng ta có thể roll thêm được một con 2 sao nữa nha anh em nhá. Một con 2 sao lên 3 sao. 2 tiền 3 sao nữa thì nó sẽ rất ok để cho cái con Heaven Bomber này. Late game nó sẽ không sợ cái con Doom. Đấy, nếu mà cái con Heaven Bomber lên 3 sao thì cần phải có một cái con 3 sao nữa để tránh Doom. Có thể là God of War hoặc là có thể là con Saudivo cũng rất là ok. Rồi, thằng này yên tâm, ăn được, vẫn có thể giữ được chuối anh em ạ. Hay quá, trở lại nhiều thằng Warrior chính ra chơi như này rất ngon nhá. Đấy, sát thương là sát thương ma pháp. Warrior đẩy sớm thì là không có cửa ăn. Đấy, bọn Warrior bây giờ chúng ta cứ đẩy sớm đi. Chúng ta đẩy cho bọn Warrior chết trước khi ra là con Lancer. Được chưa? Quá ok. Rồi, đây. Rồi, ok. Ui giời, được quá nhờ. Rồi, cứ từ từ 50 tiền thôi anh em ạ. Sắp được rồi đấy, sắp được rồi đấy. Hai con nữa. Hai con nữa là chúng ta có thể tự tin là up lên 9 rồi. Ui giời, tuyệt vời. Được. Trận này là chúng ta sẽ thử nghiệm một phát xem là Heaven Bomber. Ui chết rồi, đúng ở vị trí của nó. Mẹ cày đấy nhỉ. Không để ý thằng này. Tôi chết rồi, Heaven Bomber vào bay vào đúng vị trí của nó. Mất chuối luôn. Ui giời, chán thế. Vừa mới gáy được một tí. Mà đâu làm gì đã kịp gáy. Khổ. Mới chỉ gọi là bảo là yên tâm thôi chứ làm gì đâu. Ui giời, chán thế nhỉ. Lại còn bị đẩy 14 máu ấy chứ. Trời ạ. Một thêm vật bom mưa nữa. Ui. Chết rồi. Hàng chờ nó bị đầy rồi anh em ơi. Rôn tiếp không nhỉ? Rôn tiếp đi. Ui không được rồi. Như này thì không được. Thôi. Không khô máu anh em nhá. Không khô máu. Tiêu chí ban đầu là không khô máu. Như ban đầu tôi đã nói rồi, tôi chỉ ưu tiên cho God of War và con Heaven Bomber thôi anh em ạ. Chính vì thế là tôi không khô máu đâu, không khô máu đâu. Chuyện này có Witch. À, chuyện này có Witcher. Nhưng mà đi rồi này. Ui rồi, Echo chơi Witcher. Ăn được không? Ui vẫn ăn được à? Vãi đài, tôi cứ tưởng là tôi đẩy nó đi. Một máu á.
Nhưng mà một máu như này thì có ra 7 thì cũng chết thôi. Một máu này không ăn thua. Rồi. Thôi từ từ đã. Còn một con nữa thôi. Cuối cùng là cái thằng bá chủ kia lại vẫn sống, vẫn dậy được đến vị trí top 6 kìa. Ờ, được đấy nhờ. Exit Witcher nhưng mà chưa gặp cái bộ Greater là đi. Tôi đoán là như thế. Gặp Greater là đi thôi anh em ạ. Làm gì có cái cửa ăn được Greater ở giai đoạn này. Phải lên 10 kẹp được vào con 72 cơ mới có cửa. Thôi thằng ấy xác định đi rồi. Chơi đến thì đi là chắc rồi. Máu còn một máu. Nói chung là một cái bộ mạnh như cái bộ Exit thì sao lại phải eco sâu như thế nhở? Cái bộ mà chơi bằng con Hunter vào đầu game thì sao lại phải eco như thế nhở? Ờ, lạ thật. Thực ra có những cái lab là chơi eco thì nó khỏe, nhưng mà cũng có những cái lab là nó khỏe từ đầu thì cần gì phải eco. Đây nó gọi là đam mê rồi anh em ạ. Đam mê sùng hồ. Đồ này không ngon. Chán nhở, đồ chán thế. Thiếu tăng quá. Ui dồi, đây rồi. Cuối cùng thì mày cũng lên được 3 sao. Đây rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta có thể lên được 9 rồi đây. Rồi mà cứ không phải vội, cứ từ từ, từ tốn thôi anh em. Từ tốn thôi. Đấy, bọn nó lên 10 rồi kìa. Bọn nó lên 10 rồi kìa. Chúng ta bây giờ vẫn đang ở 8 để roll cái con này. Nhưng mà mày quá, cuối cùng nó cũng ra anh em ạ. Nhưng mà thôi, tôi sẽ đánh từ tốn lên level 9 cũng được anh em ạ. Máu còn nhiều mà, 79 máu đánh từ tốn thôi, không có gì phải vội cả. Bộ này thì nó cũng giữ máu tốt. Kẹp hai con eco vào là được rồi. Mà bây giờ lên được 3 sao thì tôi nghĩ là cũng sẽ không dễ để thua đâu. Gặp ngay thằng level 10 ạ. Vai cứt. Đã kẹp Marine vào rồi. Ui rồi, Bloom kìa. Cay thật đấy. Đấy tôi biết mà, tôi biết là thế nào cũng sẽ bị Doom. Chính vì cái lý do đấy mà tôi phải roll thêm một con 3 sao đấy anh em. Đấy là cái lý do tại sao mà tôi lại phải roll thêm cái con God of War lên 3 sao. Sợ thật sự. Đấy, bá chủ đi rồi kìa, anh em thấy không? Anh em thấy tôi nói đúng không? Gặp cái thằng chơi Glitter là đi ngay anh em ạ. Làm gì có cái cửa. Rồi. Cứ up dần lên 9 rồi kẹp 6 đỏ vào. Lúc đấy đốt máu dần dần xuống là vừa. Rồi bây giờ còn Glitter 9m à. Có 9m nữa à. Rồi lên 9 luôn. Gặp 9m hơi sợ. Rồi như này ổn nhá anh em nhá. Thế này là máu sẽ giữ được. Đây Warrior này. Chợ này. Ui thằng này còn lên được cái con Aquaman lên 3 sao à. Sợ thật. Run Aquaman lên 3 sao ở level 9 vẫn còn 41 tiền. Thế thì cũng căng đấy. Cũng càng đấy. Ơ sao cảm giác yếu thế nhở. Ui ôi, cảm giác không ăn thua anh em ạ. Mặc dù là đang đánh ở level 9 rồi đấy. Có 6 đỏ rồi đấy, nhưng mà sao vẫn không ăn thua vậy. Sao trông cảm giác yếu thế nhở. Có phải không? Có phải là nó đang yếu không anh em? Trông cảm giác yếu thế nhở. Yếu là tại vì lý do là tại làm sao. Tôi nghĩ là yếu là bởi vì là cái con này nó đang chưa có cái huyết trượng đấy anh em ạ. Cần phải có cái huyết trượng. Đấy, mà trượng này không thấy có cái gậy sét. À không, có cái gậy phép thuật, trượng phép. Cái trượng phép quan trọng lắm. Trong một trận đấu thì nếu mà chơi gót là phải có hai cái. Một cái là ghép cái chiến thánh, với một cái là ghép cái ít nhất là cái huyết trượng. Nếu không thì là toàn đấy. Anh em ạ. Ít nhất là hai cái mà càng nhiều càng tốt. Ôi, gặp thằng này vẫn thua chắc luôn này. Gặp thằng này mà nó đu mà con Heaven Bomber thì nó thua. Còn nếu mà nó không đu mà con Heaven Bomber thì là vẫn không thua. Ờ, con đu mà bị tôi đu. Ờ, được không? Được quá nhờ. Thế liệu có ăn được không? Ui, vẫn không ăn được đâu. Trông mà đuối quá. Không có đam anh em ạ. Thiếu đam. Bọn này nó kẹp Marine vào. Ui nhưng mà bây giờ tôi nghĩ cái viễn cảnh tương lai ấy, là bọn nó có cả cái con Skelet Lancer, xong rồi nó lại còn kẹp cả Marine vào, thì tôi đánh cái kiểu gì đấy nhỉ.
Ây à, ăn nổi không? Lên 10. Tức là như này là móc binh rồi nhá. Thực ra thì vẫn chưa móc binh. Móc binh thì nó ra cái con Omen thì là móc binh. Đấy, nếu mà chúng ta có thêm con Bad Omen chúng ta thay cho cái con Skull Hunter thì nó mới là mạnh nhất ở trong cái bộ 6 đỏ. Và kẹp cái con Heaven Bomber nó làm con co. Rồi, máu còn nhiều anh em ạ. Nói chung là bây giờ tầm này thì tôi nghĩ là vẫn giữ máu được. Hai thằng Warrior sẽ có một thằng chết trước. Thằng này còn chưa kẹp Marine vào mà nó vẫn ăn tôi này anh em này. Cay thật. Blink ở chỗ khác đi, đừng đứng đấy nữa. Tôi chết rồi. Mất ít máu nhá. Nói chung là gặp thằng này, ơ, ăn được không? Ăn được không? Vớ vẩn ăn được này, ăn được không nhở? Ăn được, ăn được, ăn được, hay quá. Hay quá. Được. Đó. Đỡ mất máu anh em ạ. Dã man. Anh em thấy thế nào? Anh em thấy thế nào? Anh em thử comment cho tôi thế nào. Tôi thấy có vẻ hơi đuối rồi đấy. Trông gặp Warrior này nó chưa có Secret Lancer đâu. Chưa có Secret Lancer, chưa kẹp vào vào bộ Glacier mà nó đấm cho tôi như con luôn. Chưa hiểu liệu rằng là chúng ta có thể chơi được cái ván đấu mà cái con Heaven Bomber làm co không. Trông hơi đuối đấy. À đuổi thật sự. Bây giờ round này ra được cái huyết trượng thì ngon này. Rồi bây giờ tôi chỉ hy vọng ra được cái huyết trượng để tăng cái đam của con này lên. Đam nó đang thiếu đam quá anh em ạ. Mặc dù là nhìn cái bảng đam thì nó cũng 9.000 đam đấy. Cũng 9.000 đam nhưng mà 9.000 đam ở đây nó gây ra một cách rất là chậm. Lại đá ma pháp ạ. Nhau lắm. Lấy cái đồ gì đấy? Cấm đánh à? Cấm đánh hay là mảnh linh hồn ghép hút máu nhở? Thôi, chốt cái cấm đánh anh em ạ. Cấm đánh thì cấm đánh con Doom. Cấm đánh con Doom không cho nó Doom sớm. Đấy, nếu mà nó Doom vào cái con Heaven Bomber này thì đúng toang luôn anh em ạ. Đội này đâu có đam đâu, bộ này không có đam. Ghép cái ngọc giảm hồi chiêu. Ok. Cho nó gọi đệ liên tục. Cho cái con heo là gọi đệ. Đập trứng luôn cho heo. Nhé. Yeah. Trứng này cũng có dùng làm gì đâu. Đập trứng luôn cho heo luôn. Ok. Rồi. Tích tiền một chút. Nhiều nhiều tiền cái này roll con God of War lên 3 sao anh em ạ. Ơ được đấy chứ. Được đấy chứ. Ồ. Được đấy chứ. Ăn được rồi này. Nhưng cái thằng này là cái thằng yếu. Cái thằng này nó không kẹp ấy, không kẹp Marine. Thằng kia mới sợ cơ anh em ạ. Thằng này lên 10 mà nó đéo kẹp Marine vào nhở, lạ thật. Ở level 10 kẹp Marine vào chứ. Round sau rồi chúng ta sẽ gặp cái thằng Trung Quốc, nó sẽ có cái con kẹp Marine vào. Rao sau là sẽ bị đẩy nhiều đấy. Nhưng mà hy vọng là nó sẽ đun vào cái con Storm Shaman là ngon nhất. Đừng có đun vào con heo, đừng có đun vào con Heaven Bomber là chúng ta có thể cân được đấy. Bây giờ đang chỉ nguyện chết sớm vứt cho tôi cái trượng phép để tôi ghép cái huyết trượng là xong. Là ổn anh em ạ. Rồi. Ui, thằng này nó bỏ Marine ra rồi. À, thằng này nó kẹp Kira rồi anh em ạ. Kẹp Kira. Kẹp Kira. Rồi, ok, thế thì mất ít máu thôi. Không, Kira này thì không sợ anh em ơi. Kẹp Kira thì không sợ. Kẹp Kira thì ngon quá, hay quá. Úi rồi, úi rồi, úi rồi. Được chưa bạn ơi? Ồ, ok, ok. Không có đam giết con này. Ơ, giết được không? Giết được không? Giết được không? Ui, một phát nữa. Một phát nữa. Ui, đéo giết được con này rồi. Không được rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Con này nó một sao mà nó trâu thế nhở. Thật là như thế luôn. Không ăn được rồi. Thế này là biết rồi anh em ạ.
Những cái trận đấu mà có Skelet Lancer để chơi đam ma pháp thế này là không ổn. Sát thương ma pháp đến từ vị trí của Heaven Bomber không hề gây đam mất máu được cái con Skelet Lancer. Có mất máu đâu, anh em thấy không? Nó còn một chấm máu không thể giết lùa nổi luôn. Lúc đấy những cái lúc mà cái số máu của Skelet Lancer nó giảm xuống ấy, nó giảm xuống nó còn khoảng 100 máu thôi thì đồng nghĩa việc là sát thương, giảm sát thương ma pháp là lên tới 100%. Anh em ạ, lên tới 100% giảm sát thương ma pháp, tức là bắn vào là không mất máu. Thế là sao mà giết được? À, vậy là tôi sẽ tiến cái thằng này đi trước. Thằng này thì nó không kẹp Marine vào. À, cho khỉ vào, dồn đồ cho khỉ. Khỉ không ăn thua. Khỉ thì chết rồi, chết chắc rồi. Ok. Không ăn thua bạn ơi. Hay quá. Ui rồi. Cũng ghê chứ, cũng 10.000 đam chứ anh em, ít thì đâu. Gây 10.000 đam chứ. Ui gần chết. Ơ, bên kia tôi ăn được thằng Trung Quốc kìa. Ô lạ nhờ. Bên kia tôi lại ăn được thằng Trung Quốc mới lạ chứ. Không hiểu gì. Ơ thế là nào nhờ. Vô lý thật. Tức là vẫn ăn được. Tức là vẫn thắng được cái thằng kia anh em ạ. Ôi giời. Thế là phải có một cái lý do đấy nhờ. Tức là tôi vẫn có thể đấm được cái thằng kia mặc dù là có Skelet Lancer. Câu trả lời là chắc là bởi vì là nó chưa kẹp Marine vào đấy, nhưng mà tôi vẫn ăn được đấy, vẫn có đam, vẫn đủ đam để ăn. Nhưng mà kẹp Marine vào thì cộng thêm 30% kháng phép nữa thì chắc là thôi chịu luôn. Chịu chết luôn. Căn bản ở trong cái trận đấu này ấy, đồ của tôi nó khéo quá anh em ạ. Không có huyết trượng, không có chén thánh. Đấy, nó khéo đến cái mức độ như thế thì nó vẫn chưa phải là mạnh nhất ở trong bộ này được. Tức là nếu mà nói về đồ thì nó vẫn chưa phải mạnh nhất để ăn được thằng này. Đấy. Nếu mà bảo là cái đồ mạnh nhất để ăn được thằng này cơ, để đánh theo kiểu là mày có đồ tao cũng có đồ thì trận này không nhá anh em nhá. Trận này là nó có đồ còn tôi không có đồ. Đấy, tôi không có đồ. Đấy, có cái gì không? Có gì không? Đấy, có phải triệu ma pháp không? Ui rồi có triệu ma pháp đây rồi anh em ơi. Có triệu ma pháp, hay quá. Được đấy, được đấy. Rồi. Đây còn có thêm cái Blink à. Ghép Blink hay ghép RO nhỉ? RO làm gì đâu, RO không làm gì cả. Đâu, trận đấu này có cần RO đâu mà. Trận này ghép Blink thôi. Bởi vì là cái con này nó bắn trưởng liên tục chứ nó đâu có mất cái cooldown gì đâu mà RO làm cái gì. Đúng không anh em? Trận này tôi nghĩ là nếu mà ghép thì ghép cái Blink. Nhưng mà tôi sẽ đợi sau cái đao quái này rồi tính anh em ạ. Sau đao quái rồi tính. Chưa biết. Cứ từ tốn thôi, cái gì phải vội. Rồi. Có huyết trượng là nó khác đấy. Tăng bây giờ tạm thời là tăng thêm gọi là 50% đúng không? Nếu mà ở level 2 sẽ là 100%. Rồi ra này có cái gì đây? Búa xét này. Ui giời đồ chán thế nhờ. Hút máu được không? Được. Không ghép được cái huyết trượng 2 và cũng không có cái chén thánh. Trời ạ. Trận này thế là mệt rồi. Thôi ghép cái RO anh em ạ. Không ăn được anh em ạ. Nhìn đồ là biết thua. Nhìn đồ biết thua. Chúa quỷ 2. Chúa quỷ 2 kẹp cả Doom. Tức là sẵn sàng là chơi Doom kẹp chúa quỷ 2 phế Demon để có Doom để Doom được vào cái con cỏ của tôi luôn đấy. Chơi gọi là cực kỳ là cẩn thận luôn đến vị trí của Thánh Liên Trung Quốc. Mẹ nó cẩn thận đến cái mức độ như thế cơ mà. Ây da, bắn lực phết. Ây dồi ôi, ăn được à, vai cứt thật, ăn được anh em ơi. Ăn được. Ui trời ơi. Thế là vẫn ăn được. Được đấy, được đấy, vẫn có cơ hội, vẫn có cơ hội, vẫn có cơ hội, vẫn có cơ hội. Được. Rồi. Nhưng mà tôi sẽ ghép cái RO để tôi chuẩn bị cho một cái tương lai chưa lết anh em ạ. Đấy rồi. God of War lên được 3 sao. Ok. Thế là tôi vẫn ăn được cơ. Được quá nhờ.
Rau này ăn được không? Ui, con Tinker nó bị bớ vào kìa. Bớ Linh xuống đi. Đéo bớ Linh được. Trận thắng trận thua anh em ạ. Rao thắng rao thua. Đéo ra gì luôn. Chơi như này thì nếu mà tay lạn là sẽ bị thua luôn đấy. Tí nữa máu nó sẽ về thấp, chúng ta lọt một rao chúng ta thua luôn. Làm nào để ăn được nó nhỉ? Thay nó chơi cẩn thận quá anh em ơi. Hay quá, trói được con Lancer rồi. Ui rồi ui, lại ăn được rồi. Nó lại bị đẩy nó 7 máu. Được đấy, đẩy nó nhiều phết đấy nhở. Ui căng quá anh em ơi. Rao thắng rao thua giành giật nhau từng máu một. Hai cái đội hình phê phê phết đấy anh em ạ. Này thì các chiến binh, chiến binh cũng chỉ cầm coi như là giáp với cả giáo mát thôi. Tôi đây là tôi cầm tê lửa Tomahawk tôi bắn cơ mà. Rồi ôi, các chiến binh lấy kiếm, lấy giáo mát và đấm với cả tên lửa, đánh với cả tên lửa thì anh em biết là thế nào đấy. Nào, xem ăn được không nào. Đổi vị trí của con Skelet Lancer. Bắn lực phết. Ôi trời ơi, ăn được đấy. Ôi, tức là vẫn ăn được anh em ạ. Ăn được. Trận này có chơi rớt không? Trận này thực ra không chơi rớt. Không chơi rớt anh em ạ. Chơi rớt làm gì đâu. Trận này nhá, cái con God of War là lên 3 sao rồi thì chơi làm tăng cơ phía trên. Còn cái con God of Light thì nó khống chế. Anh em thấy mấy quả cứu tôi mà. Anh em thấy ổn không? Nó chói. Nó chói được Skelet Lancer là quá ổn luôn. Thế nên là rớt bây giờ vào chả nhẽ lại bán con God of War đi à? Không, không chơi rớt anh em nhá. Trận này là Heaven Bomber gánh được. Anh em ạ, à, anh em thấy không? Skelet Lancer 2 sao. 2 sao full đồ rồi, dồn cho Skelet Lancer. Đấy, mà bị cái tên lửa Tomahawk của cái con Heaven Bomber nó bắn cho. Úi dồi ôi. Thế thì nó lại. Ơ, lấy cái gì, lấy cái gì? Chén thánh hay là huyết trượng? Chén thánh, chén thánh, chén thánh. Tăng khả năng sống sót anh em ạ. Chén thánh, chén thánh. Huyết trượng tôi nghĩ là thế là đủ rồi. Rồi, búa xét luôn này. Hai tia luôn này. Toàn đồ cho con cá lông anh em ạ. Nhưng mà trận này không có cá lông. Rôn nhóc có cái gì luôn. Từ lấy giờ rôn. Rớt thì không chơi anh em nhá. Tôi cần cái con khác. Rồi, xem nào. Ăn rồi không? Ăn rồi không? Lên! Ui dồi ui, nó solo anh em ạ. Nó dồn hết đồ cho Skelet Lancer khỏe quá. Tại sao vừa lấy vẫn ăn được bây giờ không ăn được nhỉ? À bởi vì nó có thêm đồ. Hay quá, đát đây rồi anh em ơi. Tôi tìm mãi ra con đát này. Nhưng mà đát một có ăn được không nhỉ? Vãi đái thật. Ui bây giờ chỉ còn 8 máu thôi. Bây giờ lọt một round chắc là chưa đi đâu nhỉ? Cho đát vào thay vào không? Không không, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã. Đát một. Đát một này đang hơi lo, đang hơi lo. Không biết là đát một liệu có cửa không. Thằng này nó đã phải bỏ cái con Kira nó thay bằng Marine rồi. Thảo nào mà nó kháng phép kinh thế.
Mẹ nó trời, con Medusa vào. Siren tăng kháng phép. Khó thật. Ui giời, không có cửa ăn rồi. Còn hai máu thôi. Ra 43 lọt vào này là đi. Thôi tạm biệt. Heaven Bomber đã làm tốt cái nhiệm vụ của nó rồi anh em ạ. Đến đây thôi, không thể hơn nữa rồi. Tôi đã cố gắng hết sức. Rồi, roll lốt con đắt hai nào. Thêm một con đắt nữa. Đắt. Không có rồi, thôi đập trứng luôn. Rao cuối rồi anh em ạ. Mẹ, rao này có khi đi luôn ý. Tất nhiên là tôi vẫn còn hai cục máu tôi cắn. Rao này lọt thì cũng chưa đi được đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là thôi, chuột luôn quả trứng. Đạt cố lên nhé, đừng làm anh thất vọng nhá. Toàn bộ hy vọng và niềm tin chiến thắng đặt vào mày đấy Đạt ơi. Ui, trông con Đạt nó đốt kìa. Đốt được không? Được không, được không, được không, được không? Được luôn này. Ui rồi ôi, bốn máu, đi không? Ui rồi ôi, hay quá. Phải, con Đát một nó ăn được cái bộ 9 Warrior mắc binh ạ. Chúa quỷ, rồi có cả Second Lancer vẫn ăn được. Chứng tỏ con Đát này, nói chung là cái bộ Warrior này nó sợ con Đát thật đấy. Đấy, mặc dù là tôi đã rất cẩn thận, tôi ghép cái RO để late game mà tôi chuyển cho con Đát rồi. Đấy, mà tôi cứ ngỡ là cái con Đát 2 sao là mình có thể ăn được cơ. Mà không thể ngờ được, không thể ngờ là con Đát 1 ạ. Đát 1 ăn được luôn ạ. Một con Second Lancer full đồ. Dã man. Đúng là một con counter cả đội hình. Sợ thật. Warrior muôn đời sợ Dark Spirit. Công nhận. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và đã like clip này. Anh em có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác trên kênh nha anh em nhé. Và nếu mà anh em còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi cái con bọ cạp kết hợp với bộ gót đỏ. Và anh em có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái con nhện kết hợp với bộ gót đỏ anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.